Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng đại học, các loại chứng chỉ. Đây chỉ là vài trong số hàng trăm loại giấy tờ giả mà các công chứng viên ở văn phòng công chứng quận 12 thu giữ được. Giả rất là tinh vi. Nó giả cả giấy tờ nhà, giấy tờ xe, cả chứng minh nhân dân, cả những cái tờ xác nhận độc thân. Mọi thứ đều có thể làm giả hết. Văn phòng công chứng tư nhân đã thế. Các phòng công chứng nhà nước, tình trạng đối tượng đưa giấy tờ giả đến để sao y chứng thực cũng không ít. Giả chứng minh nhân dân, giả chủ quyền giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở, cũng như các loại bằng cấp, chứng chỉ. Đặc biệt là các loại bằng cấp, chứng chỉ hiện nay là diễn ra ngày càng một nhiều và đa dạng, ngày một tinh vi mà chúng tôi trong hoạt động của chúng tôi bằng mắt thường có khi chúng tôi không thể nhận ra được. Thậm chí các đối tượng còn mang hồ sơ giả đến để công chứng sang tên cả ngôi nhà. Giấy xác nhận tình trạng độc thân hay là sổ hồng có đóng dấu của rất nhiều cơ quan. Thậm chí đối tượng còn giả ngay cả chữ ký và con dấu của phòng công chứng này. Khi phát hiện thật giả là họ đã bỏ chạy hết rồi. Mình cũng không xác định được của ai để phía báo công an là ai là người mang cái giấy tờ này tới. Mình cũng không xác định thí dụ như cái nhà này có đúng địa chỉ hay không, nó có thật hay không. Mà mình muốn xác định là phải qua một cái trình tự thủ tục phía công an xác minh điều tra làm rõ. Hiện nay, ngoài các loại máy soi chiếu giấy tờ giả, các phòng công chứng đã có phần mềm liên thông với nhau để thông báo về tình trạng hồ sơ giả. Thậm chí, các phòng công chứng còn dán ảnh các đối tượng và các loại hồ sơ giả thông báo để người dân và các phòng công chứng khác biết được, tránh tình trạng hồ sơ tuồn từ phòng công chứng này chuyển qua phòng công chứng khác để chứng thực. Giấy tờ giả thì ngày càng tinh vi và phổ biến, thế nhưng sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc điều tra, xử lý các trường hợp này vẫn còn rất lỏng lẻo, tạo ra kẽ hở cho các đối tượng tiếp tục qua mặt các công chứng viên và cơ quan chức năng nhằm trục lợi, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân. Cần làm gì và giải pháp nào để hạn chế tình trạng này? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này trong Chuyển động 24 giờ trưa mai.